truy tìm nạn nhân nghi bị sát hại rồi phân xác phi tang. Liên quan đến vụ phát hiện một túi sách, không phải vali như thông tin ban đầu, bị cháy có chứa đôi bàn chân người, trưa ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy tìm tung tích người bị hại để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Công an cũng thông tin thêm, ngoài đôi chân, trong túi sách bị cháy còn có hai cánh tay đang trong thời kỳ phân hủy. Nhận định ban đầu, có thể nạn nhân đã bị sát hại rồi phân xác phi tang. Qua kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân là nữ giới có độ tuổi từ 30 đến 35, chiều cao từ 1,55m đến 1,59m. Trên hai bàn tay có gắn móng giả. Thời gian tử vong khoảng từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin về nhân thân lại lịch của nạn nhân có đặc điểm như trên hoặc có người thân bị mất tích có đặc điểm tương đồng đề nghị chủ động liên hệ cho phòng cảnh. Sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại 0274-3824087, Công an địa phương nơi gần nhất. Hoặc liên hệ điều tra viên Hồ Long An qua số điện thoại 0368-977776 để phối hợp giải quyết.